Lại là lúa Hậu Giang này cả nhà ơi. Các bạn cô chú ơi, bên này hãy làm rau á. Bên này cũng hai tây rồi, tháng 5 rồi. Thì mấy bữa lễ người ta đây chắc cũng nghỉ bù rồi cô chú á. Thì bên này hãy làm ban mấy mấy bữa lễ quá trời rồi. Bên này cái lượng rau người ta ăn nó giảm rồi cô chú. Thì bên này mình bán được còn trăm mấy, thường thường bán hổm. Bữa lễ mình cái chạy bán 200 mấy cô chú, 200 mấy 300 á. Rau của mình này cô chú nha. Nè. Đây nè. Cô chú tôi không phải làm đâu ha. Dựng đại thường cô chú này. Mình rửa xong á. Rồi cái dựng lên nhà cô chú á. Đặng sáng á, rồi cái gáo nước á. Có mùi xương á. Rồi cổng ra nó tươi hơn, thứ hai nữa là ở ngoài trời nè. Rồi rau đứng thoát nó gõ nước á, rau đẹp cho anh ta cô chú. Ngày lễ anh ta ăn nhậu thấy ham, còn mình làm rau ở đâu dám nghỉ đâu. Làm rau này không có nghỉ được, tại vì mình cung chợ cô chú. Mình nghỉ sao anh ta bán. Biết mai của hai lúa có chuẩn không nữa. Mình thấy ngoài cũng đẹp lắm cô chú nè, rau nhìn cô chú nè. Ở đây mình cân 1 ký mốt á, rồi còn lại là 1 ký luôn cho anh ta đó cô chú. Mình tắt cái đèn đi sao. Mà cô chú này. Chắc này cũng cỡ 9 đầu tầm 9 giờ mấy cô chú. Hãy mằng bản biểu không đăng lên. Rồi hãy đăng lên đại nha cô chú, có nào coi coi giùm ha. Tại vì mằng quá trời, hôm nay quá trời công chuyện rồi. Mằng không có ngủ luôn cô chú. Đâu biết lễ lộc gì đâu. Ra gác bán chợ vậy đó. Mình nay bán chợ rồi người ta ăn hàng biết mình á, mình nghĩ không có được. Đằng kia vợ mình đang làm rau ngoài kia nữa đó. Qua đây xe này nữa. Hỏi chứ muốn quay cái gì đại thường hãy làm thôi cô chú ạ. Gà cũng được đó. Làm rau xong cái 2 giờ mình đi giao rau nữa. Có bữa nay thì hãy có bà chị với cháu lên tiếp. Ngày thường thì hãy cũng có mướn một người lặt rau tiếp nữa. Mà hôm làm không cũng gửi rau xong là 2 giờ đấy cô chú. Rồi 2 giờ đi giao rau luôn, làm suốt suốt vậy đó. Bữa nay có bà chị xuống tiếp. Đỡ anh tí đang ngủ quá trời thức muốn chết rồi. Bằng ngày quay gọi là cái phân cho rau nhút là mình bán tiếp đó cô chú, bởi vì làm rau nó vậy đó. Bởi vì hãy nói luôn ha, không có bạn comment sao mà nói hoài sao không lên clip mà xịt thuốc qua cái phân á, hãy ít hãy hạn chế lắm các bạn cô chú xem clip phải biết đi. Tại vì một quá trình thuốc đó, một thao thuốc, một thuốc đó, một thuốc cái thao tác người ta làm á, một thao là mình làm lâu á, thao tác chỉ lý thuốc giống như mình đã xịt cái cần xịt sao đó thì nó chuẩn hơn. Bạn có người thì làm nó không chuẩn hơn, rồi rau bị cháy bị chiết vì cái một là đổ thừa mình chia sẻ không đàng hoàng, hai nữa là chia sẻ thuốc này kia người ta làm chắc ăn là phải tốt không à, bởi vì sợ lắm. Thì mình cũng không có chia sẻ gì, mình không có ăn nhà. Mình không có ăn cái quảng cáo thuốc này nào hết trơn, ăn tiền nào hết trơn á. Những clip trước mình cũng quảng cáo, mình có giới thiệu những cái sản phẩm mình xài với đa số, nhưng mà rau dòng ga ba, rau nhút này kia thì có xài thôi.
mấy lớp trước anh chị em mà có coi thì lớp trước cũng có chia sẻ như dòng K3 thì nó thông thông thường thì người cũng có xài đó. Còn cao thâm hơn thì không dám tại vì những cái thuốc đó thì giống như thuốc bệnh đi, mình xài không đúng đó, rồi nó này nó kia nó khổ lắm. Quan trọng nước đẹp và cao đẹp của chú ha. Mình qua chắc ở đây nó cô chú. Mình chắc lên xe đi rửa nó cô chú ơi. Đây thường nó lúa gì nè. Hôm nay nhờ mấy chị rồi xuống rồi. Bốn người lặt. Nó mạo cho nghỉ bữa cho khỏe đuối. Lễ hôm nay làm suốt cô chú, không có nghỉ ngơi chứ. Người ta ăn nhậu với ham còn mình có đâu. Đâu. Cái này là nghe để thử cho coi nha. Hầu cá mình chê thôi mà cái dễ trắng lắm. Cái nước nó chuẩn rồi, cao nhúng nó chuẩn nó dễ lắm cô chú nha. Nè. Dạo là ra nó đẹp. Tại vì mình nó quan trọng cái cao nhúng của mình kỹ lắm. Cái nước của mình trồng lâu quá nó đẹp. Nó chuẩn ha. Thì mình làm ăn đêm đa số cô chú nè. Rồi đó, xong rồi. Mình cho coi thử thôi chứ mình gửi xong rồi chú ơi. Đó. Nhìn mờ chú ơi. Chú hãy làm chơi ha. Chứ cái này cũng quan trọng á, mình làm cái nước ruộng của mình nó chuẩn nó đẹp á, rau đẹp. Nó đơn giản. Ở đây chỗ mình nó chẻ tay cao quá. Cây nẹt bô gùm miền. Tôi chẻ tay cao quá. Chú ơi nè. Đó thôi. Các bạn cô chú. Chấm mắm hết sảy cô chú ha. Đó. Cô chú thấy không nè. Một màu rau thấy không. Hay bán rau đây á. Cô chú biết không là hãy. Cái gồng rau không pha hay bỏ ra nè. Thứ nhất thứ hai nữa là rau cục hay không chen vô cô chú ơi. Cỡ cẩn cỡ nè. Cô chú thấy à, cũng 8 phút mấy rồi. Chắc hai tầm nhường đây nha. Hàng cô chú đưa sao nha. Nếu thật sự mà cô chú xem video của hai lúa hay cảm giác gần gũi với cảnh quê đồng quê, cảnh làm ăn thì đây cho Hải một bình luận để hãy biết chỉnh sửa video nha. Hãy cũng comment cảm ơn cô chú, chúc cô chú được sức khỏe bình an. Xin chào.